cái này canh tầm sẵn rồi, về cái máy nổ 5 rưỡi 6 rưỡi 7 người là chú để vô con cái mà hỏi cái canh chỉnh gì hết á, chứ mình xịt qua xịt lại trên sân nó thẳng là được rồi. Chứ con này có sẵn rồi, mình canh canh thẳng được rồi cũng vừa. Còn này là 6 người rưỡi với 7 người rưỡi, còn bên kia giá rẻ hơn cũng có nữa, giá cao hơn cũng có nữa, từ 1.4, 1.8, 1.7 rồi 2.8, rồi 3 triệu ngoài, rồi hôm nay sẽ là trên 5 triệu. Nói chung là tùy thôi, mình muốn chọn cái nào. Máy tốt dạ. Cái loại 1 triệu mấy là sao ta, máy gì, máy Trung Quốc chút, máy Trung Quốc dạ đúng. Nhưng mà cũng thuộc dạng xài được nha, chứ còn là Trung Quốc mà tệ quá thì con không có làm. Trung Quốc mà Trung Quốc mà dài 900 mấy hay là 1.2 triệu rồi, mà cái đó rẻ rẻ nhông nhựa xài nó có bền không. Trung Quốc thì cũng cũng xài rồi, tại Trung Quốc được á, chứ còn Trung Quốc tệ quá thì đặt không mới lấy. Trung Quốc được á. Dạ. Ăn nhiều. Thì tầm khoảng 1.5 triệu trở lên chứ là chuẩn. Dưới đó là nó không ổn, nó rẻ quá. Giảm nhẹ vốn mà. Vậy nè. 8.5 mắt à? Bao nhiêu mắt? 31 á. 30 mắt rưỡi. Bao nhiêu 31 nhân 8.5. Ừ, cứ nói thôi. Chú có xài máy xăng chưa? Bật công tắc nha, kéo heo qua nè. Giật chân cái nổ, sạc lại tải cái nổ, giật cái chạy. Chú giật thử cái rồi. Hồi đó con mua cái máy tái. Dạ. Nổ chưa? Rồi, bật tắt rồi, giật kéo rồi. Kéo lên. Rồi rồi, xong rồi. Tải heo lại, tải heo lại. Tải heo lại. Từ chú. Từ thôi không gấp, giờ về thôi chứ đâu có làm gì đâu gấp. Tạm 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 vậy. Mà đi. Vậy vậy hai? Được. Lấy 25 mét dây thịt mà dây tốt à. Dây tốt 18.000. Rồi. Đóng đầu luôn không? Đóng đầu dây luôn không? Rồi chị. Rồi cảm ơn nha chú. Dạ tự nha. Dạ. Dạ màu đen đó chị.